Tổng bộ, phó hội trưởng, đây là huy chương bọn ta cướp được, xin hãy cất đi. Sao lại chỉ có hai người quay về, Khải đâu? Cách không lấy vật, nhưng hắn không phải pháp sư sao? Bọn ta gặp phải kẻ địch tấn công, lạc mất Khải ca. Hắn chưa trở về sao? Vậy ư? Cô ta là kẻ ngốc sao? Hệ thống hiển thị huy chương của Khải bị đoạt mất rồi. Ta thấy là hai cô giết hắn rồi lấy huy chương đến lừa ta. Không, không phải, thiệt sự là bị kẻ địch tập kích rồi. Đối phương rất lợi hại, bọn ta có thể dẫn ngài đi tìm hắn. Rất tốt, ta ngược lại muốn diện kiến, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? May mắn ngươi tới kịp, nếu không chúng ta thiệt sự không đỡ nổi rồi. Manh Mai, cô làm gì đó? Tiền huy chương, ta nhìn thấy trên người hắn có. An toàn rồi sao? Sẽ không có người xấu khác chứ? Hồ ly tinh này là ai chứ? Các cô cũng quá mẫn cảm rồi. Cô ấy là một người chơi ta gặp được mà thôi. Quan hệ rất bình thường. Hắn lại nhúng nhích rồi. Tên này có thể trực tiếp chồng sinh ở đây sao? À, chủ nhân, hắn lại nhúng nhích rồi. Kẹp rồi. Xem ra, có người tăng cấp cho lệ quỷ thất lang. Chỉ công kích phần đầu đã không đủ để giết chết hắn rồi. Cảm nhận được rồi, người chính là người kế thừa minh thần kia. Hắn sao lại biết vậy? Khoan đã, Trần Quảng Chương cải tạo hắn thành thợ săn minh thần chính là để tìm ta sao? Minh thần, dốc toàn lực buộc phải giữ hắn lại. Hiểu rồi. Giải phóng dòng âm dương, triệu hồi tất cả vũ khí, chỉ dựa vào mấy người các ngươi muốn giết ta e rằng không dễ dàng đâu. Hắn nói không sai, với thực lực của chúng ta không đủ để xử lý hắn. Nhưng không thể để hắn quay về báo tin, giờ phải làm sao mới được đây? Thì ra trốn ở đây sao? Đang bị cấm ngôn. Đáng chết, thời khắc mấu chốt lại có người tới gây rắc rối rồi. Xong rồi, chúng ta có phải chết chắc rồi không? Nhiều người như này, người nào là hung thủ giết Khải đây? Rất không hết đó, vậy mà dám đeo dao của Khải trên người. Bây giờ không tiện đối địch cùng lúc với Thất Lang và Phong Lâm Quả Sơn. Khuyên ngươi đừng lo chuyện báo động nha. Không bằng... Giỏi lắm tên khốn, trong mắt không có ai. Ngươi chui từ đâu ra vậy? Ta tình Trương Khiêm Tốn là tiểu đệ của Khải ca. Tận mắt nhìn thấy tên này giết Khải ca, đang định liều mạng với hắn để báo thù cho Khải ca. Hừ, vậy ư, hắn trong ấn tượng của ta không phải như vậy. Đù mẹ hết, thiết lập nhân vật sai rồi sao? Thì ra hắn thực tế lại là như này. À Khải, xin lỗi, trước đây là ta quá hà khắc với ngươi. Thì ra là một tin đồn. Diễn kịch đủ chưa? Đi theo ta một chuyến đi. Các huynh đệ, xử lý hắn đi. Rõ. Mẹ kiếp, tên này thiệt tà môn. Tránh ra. Trương Khiêm Tốn, tiểu tử ngươi làm gì đó? Thương của hắn tà môn hơn, bị đập trúng thì xong đời.
Phốt, thì ra là chó sai của công hội Ma Phong. Chỉ có bọn họ có thứ quỷ dị như này. Muốn thắng, chỉ có thể liên thủ mà thôi. Đánh phối hợp đúng không? Không thành vấn đề nha. Phải làm sao đây? Chúng ta có cần lên giúp đỡ không? Đừng vọng động, xem Trương Khí sắp xếp như nào đã. Trương Khiêm Tốn, đi theo ca ca xông pha. Được. Kỹ năng độc quyền, từ lực bạo phá. Nổ. Không những có thể hút, còn có thể bạo phát năng lực này thì quý vị khó mà đề phòng. Tên này vẫn chưa thôi. Đây là kẹt búp rồi sao? Đã bị ổi các ngươi, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội lấy nhiều đánh ít nữa. Các huynh đệ, ra đi hết đi. Level 45, level 43, level 44, level 42, level 41, level 40. What the fuck? Sao lại có 6 tên tới vậy? Lần này phải làm sao đi? Đúng rồi, phiêu phiêu. Ta sẽ trong thời gian ngắn gia tăng năng lực của cô có thể khống chế bọn họ không? Được, nghe theo chủ nhân. Tháp huynh, chiêu thức của ngươi có thể như này không? Ồ, có thể thử. Đừng tiếp tục thương lượng một số thứ vô dụng nữa. Bọn họ đều có thân thể bất tử. Chính là lúc này. Cái đầu không tế hoàng hồ không chích tâm. Hồ Thanh Nhi, sử dụng gia tăng tất cả thuộc tính cho quái đi. Được. Gia tăng tất cả thuộc tính. Có hiệu quả rồi. Mau, trạng thái này chỉ có thể duy trì 15 giây thôi. Người qua đây. Bây giờ hai tay dẫn lực và tách lực của ta ở mức cân bằng tuyệt đối. Một khi các ngươi biến dậy bản thể thì sẽ bị áp lực cực lớn nghiền thành quả cầu máu. Nếu các ngươi bất tử, vậy ta khiến ngươi không chết không sống. Ha 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 ha, Trương Khiêm Tốn, chủ ý này của ngươi thiệt sự quá tuyệt vời. Đa tạ lời khen. Không đúng, nếu bọn họ sẽ không chết, vậy ta chẳng phải cứ mãi như này hay sao? Yên tâm. Ta đã sắp xếp xong hết rồi. Ngươi kiên nhẫn một chút đi. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Minh Thần có thể ăn cơm rồi. Trương Khiêm Tốn, ngươi tháo dây giải ra cho ta đi. Lão Lục này chạy rồi sao? Cái gì? Không hấp thụ được sao? Thân thể bất tử đáng hận, vậy mà ngay cả Minh Thần cũng không thể hấp thụ, cứ tiếp tục giằng co nữa, thu hút Trần Quảng Dương tới thì hay to. Minh Thần, trước tiên phong ấn đám thất lang ở trong cơ thể của ngươi, để về sau khi tìm được cách phá giải thân thể bất tử rồi, giải quyết bọn họ thôi. Tháp ca, đã xong rồi. Ngươi làm gì mà bịt mắt của ta vậy? Ngươi không biết như vậy sẽ tăng thêm độ khó trong việc khống chế của ta sao? Đến lúc đó để tên đó chạy mất thì phải làm sao chứ? Những tên đó sao không thấy đâu vậy? Tháp ca, ta đã xử lý sạch sẽ bọn họ rồi. Ngươi cứ yên tâm nha. Cái đám đó không phải không chết được hay sao? Ngươi làm sao xử lý sạch sẽ bọn họ vậy? Còn nữa, ngươi vừa rồi tại sao phải bịt mắt ta? Lẽ nào đã làm chuyện gì không dễ dàng ư? Ánh mắt trí tuệ. Tháp ca, ngươi nhìn trên đất có rất nhiều huy chương kìa. Ta xem thử. Lần này thực sự là huy chương kiếm mẹ rồi.
Trong hội Phong Lâm Quả Sơn của chúng ta, làm việc luôn công bằng. Trương Khiêm Tốn, cái huy chương này cho ngươi coi như là thù lao trong cuộc chiến vừa rồi. Công hội cộng 1 huy chương. Công hội Phong Lâm Quả Sơn cộng 4 huy chương. Làm xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Dân, phó hội trưởng. Ngọc Ngưng và Rau Chân Dịch tiếp tục làm nội gián. Cậu không biết ngại mà nói công bằng. Vừa rồi rõ ràng là chúng ta bỏ sức nhiều nhất. Dù vào đâu chỉ cho chúng ta một huy chương chứ. Không sao, dù sao một công hội chỉ cần tích lũy đủ 5 huy chương thì có thể lọt vào vòng trong. Có cái huy chương này thì đã đủ số rồi. Hơn nữa có được càng nhiều huy chương, càng dễ thu hút sự chú ý của Trần Quảng Dương. Vậy nên công hội Phong Lâm Hỏa Sơn sẽ thay chúng ta đợi chết. Thì đó là vậy. Công hội thu thập đủ 5 huy chương, xin qua vòng. Cứ như vậy, vòng thứ nhất của cuộc thi đấu công hội đã kết thúc. Có 4 công hội thành công qua vòng. Hạng 1 công hội Ma Phong có 10 huy chương. Công hội Phong Lâm Quả Sơn có 7 huy chương. Công hội Long Nha có 5 huy chương. Công hội có 5 huy chương. Không cảm ứng được lệ quỷ thất lang, xem ra hắn bị ký chủ của Minh Thần tiêu diệt rồi. Người đó chắc chắn ẩn mình ở trong những người này. Công hội Ma Phong và quỷ đế có giao dịch, ký chủ của Minh Thần không thể ẩn ở đó, có thể loại trừ trước. Trong những người còn lại này, người có thể là ký chủ của Minh Thần nhất chắc là nam nhân đó. Đủ ánh sáng. Chỉ là thân phận hiện nay của mình là quan chủ trì của cuộc thi đấu, không thể đối phó hắn ở trước mặt mọi người. Nếu không quỷ đế tứ phương nhất định sẽ hỏi nguyên do, thì mình sẽ không thể có được Minh Thần. Đúng rồi, chuyện này có thể giao cho hắn làm. Vừa hay, Thất Lang cũng thua ở trong tay ký chủ của Minh Thần. Không lo cái thứ đó không bỏ sức. Chủ đề của vòng thứ hai là leo lên đỉnh. Ba ngày sau, 4 công hội các người cùng lúc leo lên Bất Chu Sơn. Ai leo lên đỉnh núi trước chính là nhà chiến thắng trong cuộc thi đấu công hội đỉnh phong lần này. Vòng thứ hai vậy mà là leo lên Bất Chu Sơn, vừa hay đẩy mình được như ý. Người leo lên đỉnh trước chức định là mình. Lão đại ngươi thiệt sự là quý vũ, ta thấy ba đại công hội sớm muộn gì cũng sẽ đổi tên thành 4 đại công hội mới đúng. Chủ nhân hôm nay, ngươi nhất định mệt lắm rồi, còn muốn ta giúp ngươi mát xa không? Bảo đảm khiến toàn thân trên dưới của ngươi đều dễ chịu nha. Không cần, hôm nay mọi người đều rất chất giả, vẫn là nghỉ ngơi sớm thì hơn đi. Vào ban đêm, chủ nhân ngủ một mình thì cô đơn, phiêu phiêu tới thị tẩm khiến người sướng. Sớm đã nhìn ra cô không có ý tốt đối với trường khí, cô tưởng bọn ta sẽ để cô được thành công sao? Hồ ly tinh như cô, đừng đồng đụng vào anh trai của ta. Nè nè, ta chỉ là muốn đi vào giúp chủ nhân hoạt động cơ thể thôi mà. Các cô cần gì căng thẳng như vậy chứ? Ai kêu cô đi làm hoạt động cơ thể cho hắn vậy? Vừa rồi hắn đã từ chối cô rồi. Từ lúc đó chủ nhân ngoài miệng nói không, nhưng thân thể của hắn lại đang nói muốn. Các cô là con gái thiệt sự không hiểu nhu cầu của nam nhân sao? Thì đa điện hạ luôn có loại nhu cầu đó. Ta vậy mà luôn không phát hiện ra, xem ra là ta quá thất trách rồi. Tiểu Anh, đừng nghe cô ta nói linh tinh, cô ta chỉ là thèm khát cơ thể của Trương Khí mà thôi. Ta thừa nhận, ta thèm khát cơ thể của chủ nhân, cô quản được sao? Cô đâu phải là bạn gái của hắn chứ. Ai nói ta không phải, ta và hắn cũng đã... Các cô, sao vậy? Lẽ nào là... Xong rồi.
không cẩn thận làm lộ bí mật lớn nhất của mình. Phải làm sao đây? Con không biết ngại mà nói ta, cô không phải cũng thèm khát cơ thể của chủ nhân hay sao? Tiểu Lạc, thì ra cô mới là người ăn dụng đó. Cô bình tĩnh, có thể nghe ta nói mà. Tránh Đức Khay, như vậy sẽ không có ai quấy rầy mình và chủ nhân vượt qua đêm xuân lãng mạn. Sao hả? Cô cũng muốn đối địch với ta sao? Không, ta muốn cảm ơn cô, là cô khiến ta biết mình đã thất trách cỡ nào. Nếu đã như vậy, vậy cô mau rời đi, đừng quấy rầy ta và chủ nhân làm việc. Không được. Nếu ta đã biết nhu cầu của Điện Hạ, vậy thì nhất định phải cho Điện Hạ trải nghiệm tốt nhất. Cô vẫn không đủ tư cách đâu. Dám nói ta không có tư cách sao? Ta phải khiến cô mãi mãi hối hận khi nói câu này nha. Lại là một ngày mới. Chuyện ngừng hoài hay gì vậy? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.